Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, trong những cái thời buổi công nghệ mới, hiện đại và tiên tiến hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái dòng vang cơ hay cơ nay số, thậm chí là vang số, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có một số anh em lại thích sử dụng những cái dòng âm ni mà lại không lựa chọn những dòng vang đó. Thế nên là khi mà các bác đã thích sử dụng âm ni nhưng cũng có rất là nhiều anh em còn chưa biết cách chỉnh hoặc là chưa làm chủ được một cái chiếc âm ni của mình. Chính vì vậy hôm nay chúng em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác, thứ nhất là làm sao để hiểu được một chiếc âm ni. Và khi mà chúng ta đã hiểu được một chiếc âm ni rồi thì chúng ta sẽ làm chủ được nó và sẽ biết cách chỉnh về nó nha các bác nhé. Thì em bày ra đây là chiếc âm ni Jaguar PA506 đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu về chiếc âm ni này. Với những chiếc âm ni 506 thì em nó là được trang bị là 4 kênh công suất. Đó, 4 kênh công suất các bác nha. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cũng như là nói về chiếc âm ni này, nó có những cái tác dụng gì và nó là như thế nào để chúng ta có thể là biết và sẽ chỉnh được nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phía sau trước các bác nha. Phía sau thì chúng ta sẽ có, ở đây các bác nhìn ground này. Đó, đây là ground nhá. Nếu như các bác đặt chiếc âm ni vào trong kệ âm thanh, kệ tủ âm thanh nhà mình mà khi các bác chạm vào chiếc âm ni này mà nó tê tê, đó, hiện tượng kiểu như là bị giật ấy, thì các bác có thể tiếp mát cho em. Đây ground, đây chính là tiếp mát nhé. Đó, các bác sẽ vặn cái này ra. Đó, sau đó là sẽ buộc một đoạn dây điện vào đây. Đó, còn một đầu thì các bác sẽ thải xuống đất hoặc là chôn xuống đất thì là càng tốt các bác nhá. Thì đây chính là tiếp mát để cho hiện tượng khi chúng ta chạm vào chiếc âm ni này nó sẽ không bị tê, không bị giật nhá. Và bên cạnh cái ground này thì đây chính là cái cầu chì của nó nhé. Đây chính là cầu chì này. Đó, cầu chì này thì nó sẽ chống cháy cho cái chiếc âm ni này. Đó, ví dụ như là nguồn điện vào có thể là nó quá khỏe hoặc là nó quá yếu thì các bác có thể sử dụng chiếc cầu chì này. Đây các bác nhìn cái cầu chì của nó đây. Đó, cái này thì thay thế thì mua rất là dễ các bác nha. Đó, mua rất là dễ luôn. Thì đây chính là cầu chì, em sẽ để đây và xíu nữa em sẽ lắp vào sau. Khi mà nó bị cháy thì các bác có thể thay thế này. Đó, đây chính là chiếc cầu chì của nó này. Rồi tiếp theo về xuống dưới đây thì bây giờ chúng ta mới đến cái phần quan trọng của nó này. Như lúc đó em đã nói thì là chiếc âm ni 506 nó sẽ có 4 kênh công suất. Đó, đây kênh 1 này. Đó, kênh 2 này. 1, 2 nhá. Bên này là 3 này. Đó, 3 và 4 các bác này. Đó, không ạ, nó rất là dễ thôi. Rồi, thế là chúng ta 4 kênh công suất thì chúng ta có thể đánh được 2 cặp loa, đúng không ạ, 2 cặp loa, tức là 4 chiếc. Rồi, đây là phím music này. Music ở đây thì nó sẽ cho phép các bác có thể sử dụng như là ra đường loa nhé, là 1, 3 và 2, 4 này. Khi các bác gạt vào bên này. Đó, các bác gạt vào bên này thì nó sẽ ra là 1, 3 và 2, 4. Còn nếu như các bác gạt vào đây, đó, gạt vào đây thì nó sẽ là một là ra 1, 1, 1 và ra 2, 2. Đây các bác có thể thế này. Khi các bác gạt vào bên multi này thì âm thanh nó sẽ ra là 1, 1 hoặc là 2, 2 hoặc là 3, 3, 4, 4 nhá các bác nhá. Còn nếu như các bác gạt bên này, có nghĩa là tức là các bác gạt về bên này thì nó sẽ chạy hoạt động là 1, 1 hoặc là 2, 2 thôi, hoặc 3, 3, 4, 4, có nghĩa là 2 cặp, có nghĩa là 2 chiếc. Còn khi các bác gạt về bên này thì nó sẽ ra là 1, 3 và 2, 4, tức là nó sẽ ra đồng đều cả 4 kênh. Đó, đó là cái cách gạt của bên music. Thế còn gạt mic này thì sao? Gạt mic này thì có rất là nhiều ý kiến của anh em trong thời gian qua thì nói về cái đường gạt mic này của con âm ni 506 này. Đó, cái đường mic đây thì các bác có thể thấy nó sẽ ghi là CH12 và CH14, tức là sao? Khi các bác gạt về CH12 này nhé. Đó, không biết là các bác nhìn có rõ không ta? Em sẽ zoom lại gần cho các bác nhìn nhá. Rồi, sẽ zoom lại cho các bác gần. Đó, tức là các bác gạt như em đang gạt này, nó sẽ là về 1,2. Thì cái tiếng mic của nó sẽ ra được về bên này. Đó, về 1 và về 2. Hoặc là nó sẽ ra về 3 và về 4. Đó, thì khi mà các bác gạt về 1,2 này thì cái tiếng nhạc nó sẽ to. Đó, tiếng nhạc nó sẽ to nhé các bác nhá. Đó, còn nếu như các bác gạt về 1,4 này. Đó, 1,4 này tức là mic nó sẽ đi ra cả 4 kênh. Đó, nó ra cả 4 kênh luôn các bác nhá. Các bác hình dung ra chưa ạ? Nếu như gặp phải 1,4 này nó sẽ đi từ kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4.
Còn nếu như các bác gạt về 1-2 thì tức là mic nó chỉ ra được hai chiếc thôi, về bên này thôi. Đó. Thì khi mà gạt về bên này thì cái tiếng nhạc nó sẽ to. Tiếng nhạc nó sẽ to giúp cho cái tiếng cảm giác nó thoát hơn nhé. Cái cảm giác là chúng ta cảm nhận là như vậy. Còn nếu như mà các bác gạt về 1-4 này thì cái tiếng nhạc nó sẽ bị kiểu như là bị nó bị nén đi, nó bị ghìm xuống ấy. Đó, giúp cho cái tiếng cao của chúng ta nó không được thanh thoát, nó không được thoải mái. Đó, đấy là cái quan điểm của em, còn mỗi anh em lại có một cái quan điểm riêng. Nên các bác nên thử nhá, các bác có thể thử. Đó, nếu như cái phương pháp nào mà nó hiệu quả cho các bác thì các bác sử dụng thôi. Còn cái này thì em nói ra bởi vì là thời gian qua thì có rất là nhiều anh em cũng có tranh cãi về cái vấn đề này. Có người thì thích cho mic ra cả 4 loa. Đó, có người thì thích cho mic ra 2 loa thôi. Đó, còn em thì vẫn cứ mong muốn các bác là muốn làm chủ được nó thì chúng ta phải mày mò thôi. Đúng không ạ? Ví dụ như là với dàn âm thanh của anh A thì nó 1-2 nó hay. Nhưng dàn âm thanh của anh B đó, nó 1-4 nó hay. Đó, thì chúng ta cái này thì rất là khó, cho nên là các bác sẽ phải là thử xem là 1-2 hay là 1-4 áp dụng vào dàn âm thanh nhà mình thì cái chế độ nào nó hay thì các bác để nó áp dụng thôi. Đúng không ạ? Thì đó là cái điều rất là đơn giản nhá. Rồi, tiếp theo ở phần input này các bác này. Music input này. Đó. Thì đây các bác có thể thấy cũng là nhìn ra này thì là nó là bốn hai đường vào. 1 2 3 4. Các bác nhá. 1 2 3 4 thì các bác có thể cắm cho em là 1 2. Đó, 1 2 thì khi các bác mà gạt ở bên này thì nó sẽ ra là 1 ra 3, 2 ra 4 các bác nhá. Đó. Nó rất là dễ cắm thôi. Còn cái phần line này. Đó, line này nhá. Line này thì sẽ giúp cho các bác chuyển tín hiệu 1 nó xuống đẩy. Đó. Đưa tín hiệu xuống đẩy chứ không phải đưa công suất xuống đẩy công suất nhá. Đưa tín hiệu xuống đẩy hoặc các bác dùng hai chiếc âm ly. Các bác muốn line tín hiệu thì các bác có thể line ở đây này. Đó, lại line sang một chiếc âm ly tiếp theo thì đây chính là cái đường line của nó có tác dụng như vậy nhá. Có rất là nhiều anh em không biết là ghép xuống đẩy kiểu gì thì đây. Đó, các bác chỉ chuẩn bị cho em một cái dây hoa sen thôi. Là các bác có thể là line xuống này hoặc là các bác ra được siêu trầm nhá. Đó. Siêu trầm các bác cũng có thể cắm vào đường line này nhá. Có nghĩa là nó line tín hiệu ra. Đó, các bác có thể cắm trầm điện. Đó, con này thì các bác sử dụng trầm điện được thôi. Trầm hơi thì chúng ta sẽ không cắt được cốt, nó vẫn ra được nời nhá. Trên những dòng âm ly nó hạn chế cái là chúng ta chỉ sử dụng được trầm điện. Đó, nó một cái bị hạn chế. Thì là các bác có thể line tín hiệu xuống đẩy này hoặc line tín hiệu xuống âm ly này hoặc là line tín hiệu ra siêu trầm này. Đó. Rồi đó là tổng thể của cái chiếc âm ly này. Về mặt sau thì các bác đã biết kết nối rồi đúng không ạ? Thì còn mặt trước. Đó, mặt trước các bác nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói mặt trước này, em sẽ cho nhỏ màn hình lại. Ok. Mặt trước đây thì điều đầu tiên chúng ta nhìn nhá. Chúng ta sẽ nhìn về mic trước. Đó, mic trước nó ở trên cao, làm sao để các bác dễ nhìn nhất, dễ hình dung nhất là được. Đó, mic thì ở đây là chúng ta sẽ có mic 1 này và mic 2 này. Đó, và cái nút đỏ volume đây nhá. Nút đỏ volume đây này các bác có thể thấy này. Đó, là to nhỏ của mic nhá. To nhỏ của mic. Đó. To nhỏ của mic nhá. Rồi, bây giờ đến phần pan này. Phần này thì nó chính là phần cân cái tiếng mic cho hai vế loa các bác nhé. Có nghĩa là nếu như các bác vặn thiên về bên này thì cái vế phải của các bác là vế loa phải nó sẽ to hơn là vế loa trái, cho nên là riêng cái đường pan này thì các bác có thể để hướng 12 giờ giúp em. Đó. Thế còn đây là echo. Echo ở đây thì nó sẽ là echo của cái mic 1. Đó, các bác nhìn này, zoom gần cho các bác nhìn ạ. Rồi, đây chính là echo của mic 1 các bác nhá. Echo mic 1 này. Thì cái echo này thì là do các bác có thể là tự điều chỉnh thôi. Tầm nào thì các bác thấy vừa với giọng hát của các bác thì các bác sẽ chỉnh tới tầm đó. Đó, và đây là bass này, bass của mic nhá. Bass của mic, chung của mic và chép của mic. Rất là nhiều anh em khi hát rít thì toàn chỉnh chép ở nhạc thôi. Giảm chép ở nhạc để nó không hú rít. Thì đó một cái điều rất là sai, các bác có thể thấy không ạ? Zip mic thì chúng ta lại không giảm chép vào mic mà chúng ta lại giảm chép vào nhạc. Đó thì đây là một cái điều mà anh em nên để ý. Đó, zip mic thì chúng ta sẽ chỉnh giảm chép vào mic các bác ơi. Giảm đây cho em. Đó, và đây là chung này.
Đó, cảm giác mà giảm mic, giảm chép rồi mà nó vẫn chưa hiệu quả nhiều, các bác có thể giảm thêm một chút chung cho em. Đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của em nhé. Còn mỗi anh em có một cách chỉnh riêng, còn đây là em chỉ hướng dẫn cách chung chung thôi. Đó, kiến thức âm thanh thì nó là vô tận đúng không ạ? Còn là anh em chúng ta thì có thể là giao lưu và cũng như là học hỏi lẫn nhau. Thì cái quan điểm cá nhân của em là anh em có thể là áp dụng, cảm thấy nó phù hợp thì áp dụng, không phù hợp thì các bác có thể đổi cái cách khác các bác nha. Đó, thì nếu như mà giảm chép ở đây mà nó vẫn chưa hết hú rít thì các bác có thể giảm thêm một chút chung cho em. Đó, giảm vừa thôi, chung vừa thôi, giảm quá là sẽ bị méo tiếng và nó sẽ gây ra cái hiện tượng hát nó bị đuối các bác nha. Đó, thế nên là khi rít chúng ta rít ở mic 1 chúng ta giảm chép mic 1. Giáp ở rít ở mic 2 thì các bác sẽ giảm chép ở mic 2 cho em. Đó, nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy là vận xong phần mic nhá. Đó, phần mic thì ở đây em tóm tắt lại này. Nó sẽ có to nhỏ của mic này, có cân bằng mic này, có echo này, có bass, chung và chép này. Đó là phải ba là tổng của nó là bên này. Rồi, vừa mic 1, mic 2 thì nó tương đồng với nhau thôi. Đó. Rồi phần echo. Echo ở đây thì chúng ta sẽ có là hai chế độ, một là chế độ mono, echo mono các bác nhá. Và echo của Sitte. À, nếu như echo của Sitte đó, thường thì tất cả anh em nào cũng sẽ dùng phần Sitte thôi. Ít anh em dùng mono nó không hay bằng Sitte đâu các bác nhé. Đó, thế nên là khi mà chúng ta dùng Sitte ở phần bên phần echo thì các bác sẽ nhả ra cho em. Còn kích vào này nó là mono này. Nhả nó ra là Sitte nhá. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải để ý đấy ạ. Rồi phần tiếp theo nữa này. Đây chúng ta sẽ có là to nhỏ của echo này. Đó, to nhỏ của echo này. Này bass này và chung, bass và chép. Đó, riêng phần echo sẽ có bass và chép của echo các bác nhá. Đó, giúp các bác có thể luyến nói nó hát nó cái tiếng chép nó nhại lại nghe rất là sướng luôn. Bên phần chép này. Đó, rất là nhiều anh em cũng không để ý đâu, toàn để hướng 12 giờ như thế này thôi. Xong cứ thế là ca. Thật ra là các bác cứ tò mò giúp em đi. Nó sẽ ra ra được kết quả các bác nhé. Đó. Cái phần chép này em rất là thích tăng lên ở phần echo khi mà hát có cái tiếng chép nó nhại lại nghe rất là phê các bác. Rồi đây là sẽ là có repeat và delay. Đó. Echo thì nó chỉ có hai phần thôi. Repeat và delay, còn effect thì nó sẽ có repeat, delay và reverb. Thì đó gọi là effect, còn echo thì chúng ta chỉ có repeat và delay thôi các bác nhé. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ delay là cái độ nập lại. Còn repeat thì nó sẽ là số lần nập lại. Đó, nó số lần nập lại. Các bác hình dung ra không ạ? Thế nên là các bác có thể là tùy chỉnh ở đây cho em. Một là các bác có thể tăng cả hai, hoặc là các bác có thể là tăng một, như là tăng một này lại giảm giảm một, hoặc là cả hai cùng đều giảm như thế này, một giảm một tăng. Các bác có thể là áp dụng theo cái cấu hình này giúp em đó, làm sao để cho nó ra được cái chất echo nó hay nhất hoặc cái gu của các bác nhé. Bởi vì trên cái lĩnh vực karaoke ấy, cái phần echo ấy, mỗi một khu vực mỗi một tỉnh người ta hát, thích hát một kiểu echo khác nhau các bác ạ. Đó, bởi vì bọn em đi làm công trình rất rất là nhiều nơi nên là biết được một điều rằng là mỗi một khu vực một tỉnh thì họ lại có một cái chế độ echo khác nhau, người ta có cái gu riêng. Thế nên là ở đây thì em chỉ nói chung chung được thôi, về các bác sẽ phải khám phá để làm sao ra được chất âm hay nhất chứ không thể nào áp dụng theo em được nhé. Áp dụng theo em ví dụ em thích ít echo mà anh em nào thích hát nhiều echo thì lại không ra được tiếng, hoặc là em thích cái độ lặp lại là nó nhanh nhưng anh em lại thích lặp lại nó chậm. Đó thì mỗi người có một gu. Đó thì đó là phần echo, nên các bác sẽ chỉnh ở cái phần delay và repeat này cho em này. Đó, đó hay là không hay, echo hay không hay các bác chỉnh ở đây cho em, nó tò mò nó sẽ ra. Yên tâm các bác là các bác vừa cầm mic vừa chỉnh hai cái nút này thì nó sẽ ra là cái chất echo hợp lý nhất cho các bác nha. Thì đó là phần mic với echo thì em đã giải quyết xong cho các bác này. Đó, bây giờ đến là phần nhạc này. Nhạc ở đây thì chúng ta sẽ thấy là music 1, 2 và music 3, 4 đúng không ạ? Thì nó sẽ chia ra cho các bác này. Đó, tổng nó là 4 kênh đúng không? 4 kênh thì ở đây nó sẽ gộp lại là 1, 2 là một kênh này và 3, 4 là một kênh, nó không giống đẩy công suất nhé. Đẩy công suất thì là 4 kênh thì là 4 kênh độc lập. Còn ở đây thì nó sẽ là 1, 2 và 3, 4. Nếu như anh em cho to ở phần 1, 2 lên thì cả hai loa nó cùng to đây, hoặc là giảm xuống thì cả hai loa này cũng giảm xuống nhé. Đây là phần nhạc này. Đó. Nhạc thì nó sẽ có cân bằng loa này. Đó. Có cân bằng loa này, có bass này, có chung và có chép nhé. Đó. Thì ở đây thì là các bác muốn nhiều bass hay là nhiều chép thì các bác có thể tỉnh ở đây. Đó, còn đây là cân bằng loa. Các bác riêng hai nút này thì các bác cứ để ở giữa để cho nó cân bằng. Còn trừ trường hợp loa thì các bác một vế nó đang bị yếu ấy, thì các bác có thể tăng lên.
đó tăng lên và giảm cái phần loa 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 nào mà đang lớn thì các bác có thể giảm đó tùy mình thôi. Đây là cân bằng hai loa đó, làm sao mà các bác chỉnh để cho ra hai loa nó ra nó to bằng nhau là tốt nhất. Còn đây là phần bát của loa này, bát của nhạc này, trung của nhạc và chép của nhạc các bác nhé. Đó, thế là phần nhạc thì cũng giải quyết xong rồi đúng không ạ? Phần nhạc thì rất dễ. Còn phần master 1-2 này và master 3-4 này thì nó là tổng, nó là tổng của phần nhạc và phần mix gộp lại các bác nhá. Khi các bác vận lên đây thì nhạc nó to lên và đồng thời mix nó cũng to lên. Đó, đây mới là phần tổng này. Các bác nếu như hình dung này, ví dụ như là các bác nếu mà chúng ta chỉ vận nhạc bên này thôi thì nhạc nó to nhưng mix nó vẫn giữ nguyên đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn nếu như các bác vận ở bên này thì cả nhạc cả mix nó cùng lên. Đó, rất là dễ hình dung thôi. Còn đây là phần mix nhá, ví dụ như phần mix này. Các bác vận mic to thì nhạc nó vẫn giữ nguyên. Còn các bác vận nhạc to thì mic nó vẫn giữ nguyên. Đó. Còn đây thì là phần tổng, là các bác muốn cả hai nó cùng to lên thì các bác có thể chỉnh ở đây là cả hai nó cùng to. Đó, và khi mà các bác chỉnh to ở đây luôn thì đồng thời á là bát chép nó cũng lên theo. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể can thiệp thêm được bát chép. Đó, can thiệp ở bên bát chép là bát trung chép của phần master này. Đó, giúp cho tất cả nó cùng lên đều với nhau. Đó là một cái chia sẻ rất là đơn giản mà các bác khi áp dụng vào thì thực sự các bác sẽ tìm được ra những cái điều mà anh em hầu như là ít ai để ý tới. Đó thì như như cái video này thì em có muốn nói với các bác là đầu tiên muốn chỉnh được nó đúng không ạ, thì chúng ta phải biết được là cái âm ly của chúng ta nó có những cái gì để chúng ta chỉnh đúng không ạ. Thì khi mà chúng ta đã hiểu hết được nó rồi thì cái việc làm chủ nó thì rất là đơn giản phải không ạ. Và đây thì tại sao em không ghép nhạc, mà ghép nhạc lên thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Đó, em muốn giới thiệu các bác về tất cả các cái tính năng của chiếc âm ly này. Và một điều nữa thì em chưa nói là một cái đèn này rất là nhiều anh em không biết này. Đó, cái đèn này là cái đèn báo quá công suất cho các bác nhé. Đó, cái đèn này chính là cái đèn báo quá công suất, đèn đỏ, còn đèn bower đèn xanh, còn đèn đỏ khi nó nháy là tức là nó quá công suất. Nó tưởng tượng như bên này này, nó là đèn clip này. Đó, quá công suất thì các bác phải ngắt ngay nhé, đừng để nó chạy quá thời gian dài, nó sẽ gây hư hỏng cái chiếc âm ly này nhé. Thì đó là cái mà chúng em muốn chia sẻ với các bác. Và trong một cái video này, nếu như mà còn thiếu sót hoặc là em còn nói sai ở chỗ nào thì mong các bác góp ý để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng âm thanh đúng không ạ. Và cũng mong muốn là được nhận được những cái sự tương tác của các bác để chúng ta cùng học hỏi âm thanh. Ví dụ như lúc đầu em còn nói là kiến thức âm thanh thì nó là vô tận đúng không ạ. Thế nên là cũng là mong muốn của chúng em là mang lại cho các bác những điều hay, những cái điều tốt về chiếc âm ly này để các bác có thể là dễ dàng chỉnh cũng như là dễ dàng làm chủ chiếc âm ly các bác nhé. Và em cũng xin kết thúc video tại đây và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.